yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm. Đấy, thì báo cáo với các bác là con này thì nó màu rất đẹp, nhưng con này là nuôi cảnh rất tốt này, mắt đỏ âu nhỉ, mắt đỏ âu. Cái này thì phải 2 ngày hay 1 ngày dọn một lần. Và 4 năm luôn. Đấy. Để con nào đẻ nó nhất hẳn ở trên. Không, nó để nó tách ra đây nó đông rồi. Đơn ra đẻ rồi mà. Đấy, màu này đẹp này, cháu thích những con màu đen đen này. Đấy. Chia sẻ cho các bác xem nhá, gia đình nuôi rất nhiều để các bạn xem ở trên kênh và mua con giống hoặc là mua để chơi. Thì các bạn nhìn đấy, rất là đẹp. Đây, chụp cái đống này vào này. Đấy. Một mô hình rất là ít người theo đuổi. Đấy, tại huyện Ba Vì chúng tôi, tại xã Vân Hòa chúng tôi là đó, kệ nó, cứ từ từ thôi. Đang cái hình chia sẻ cho các bác. Các bác mà có mua con giống hoặc là mua những cái con để mà chơi, ôi bụng chửa to thế nhỉ. Đấy, kìa. Đấy, chỗ này là chia làm 4 ô. Bốn ô. Chuột là cái mà. Rõ. Chuột đấy nhưng mà nằm ngơi đi, giống hết rồi. Ok. Đấy. Ui, chết chưa, đẹp chưa này. Bà xem con này nó mẹo mẹo đầu này. Con đấy dặm dính mà lúc sáng nay dọn dặm dính cả. Mình dặm cả vào đầu nó luôn. Dặm mẹ vào đầu nó đang mừng cả mình. Rắn vào đầu nó vào nó đu cuốc là mình đi ra đi vào rắn ngay luôn. Đúng, mình phải đi, mình phải lê, mình phải mướt chân xuống, mình phải mướt chân xuống, đừng nhấc cao chân. Mệt lắm, đùa đâu mà. Đang vội mà, thế là cứ thế là vội đâu mà nhỉ. Đã cứ chọn chơi mùi cưa cho bằng chấu cũng được mà. Không mùi, loại này nó không mùi. Chấu nào thì mùi cưa cũng được mà. 5 ngày mới dọn một lần. 5 ngày chưa. Vâng. Dọn thì cứ lấy cái gì hot trực tiếp luôn. Đấy là cái hot sát của mình ý. Chứ để con vào chỗ này dọn thì tiếng đồng hồ xong. Nhanh mà. Cái này để mà gây được một đàn như này cũng lâu đấy nhỉ. Phải đến 5 nhỉ. Thì đến 5 bài thì một đứa của bạn. À. Vâng. Cỏ. Có ăn những cây mía đi chứ. Có rồi, cây mía thì càng tốt, cho nên càng tốt, lá thích. Mía, cây mía càng tốt. Thích quá đúng không? Quá tốt luôn. Đấy, đẹp chưa? Con này nuôi bằng thú cưng, ok luôn. Chụp con này vào. Đấy, 45 ngày một đứa. Đấy mà cái này nó để, đây này nó chửi hết đây, nó mới 80 cây mà nó chửi hết đây này. Lại để đến đôi nhá. Đó, còn vừa mình gây được, đấy. Được mấy tháng rồi. Làm gì được mấy tháng, nó chỉ ngày đấy bà gây bây giờ là chỉ tầm 3 tháng rồi là cái nghe được, bắt đầu từ lúc tách đó, ra đến lúc tách nhà, đẻ thành mà. Này thành mẹ cứ cận chỉ hoàn nên nó có chịu được rét không bà? Thì đấy rét này cứ thế này thôi, đóng cửa lại. Nóng quá thì cũng phải bật quạt. Nóng quá thì bật quạt lên. Mình tận dụng cái nhà nuôi gà thôi, có gì đâu. Tận dụng cái nhà ngang hay thôi. Hai người đi làm không bằng mình đi làm. Ờ, hai người đi làm khỏe không bằng nuôi chuột này đâu. Ngon. Thế có một mình bà chăn này, ông có giúp đỡ không? À, ông bị bệnh. Bà yên tâm, cháu đi là cháu lê dép cho cháu nhạc như bà đó. Ôi, cái bên này là bọn cho ai này. Ôi, chửa rồi á. Ấy giời ơi. Bà phải làm cái ống tre cho nó chui vào nhỉ. À, che mất diện tích không? À không. Bà làm cái bờ lô ấy, làm bờ lô cho nó chui dưới gầm. À, trông như con thỏ. Vài lứa rồi, nhưng mà nó có gì đâu. Nhưng mà nó đẻ bắt đầu từ lúc đẻ, nó đẻ được bao nhiêu lứa thì nó rạc, nó không đẻ. Thay bản của cha thay nó chết, của cha thay nó rạc đấy. Nó càng đẻ càng lặng. Nó càng già nó càng đẻ lặng. Các gian cái này nó. Ủa thì làm gì có thịt bao giờ đâu nhà bạn chẳng thịt bao giờ. Không thịt. Cha có thịt cái này bao giờ, ăn bao giờ đâu. Chỉ có bán du lịch. Chỉ có bán du lịch, không bán du lịch người ta đến lấy.
và bán rộng. Con đấy này bà bán 100 nghìn một con đây này. À, cùng 100 nghìn. Ta đến người ta nói. Bé thế còn to hơn là phải hơn. To hơn thì phải hơn. Thế đây là nhưng đa phần là bây giờ là mình nó không còn màu đen tuyền nữa bà nhỉ. Đen tuyền thì không không có nuôi. À. Nuôi cái đấy không bán được đâu, không kinh tế. À, nó phải màu này người ta mới thích. Màu nhiều màu này nó màu này nó mới đẹp, còn cái màu kia là bán chậm lắm, không bán được. Có. Vâng. Vâng. Thế có phải mình muốn nuôi nào nuôi đâu. Đúng. Nơi này nó có cái bệnh lấm bệnh ghẻ nhưng mà. Giá thế nó thế nào đấy? Chẳng có thấy nó thế nào đâu. Giá cái con đấy thế nào cả? Ở đây con tách cái này, à đây, đây là bố mẹ của nó luôn à? Đấy nó vừa mới để sáng nay bố con. À, đấy vừa để sáng nay. À, nó vừa đẻ mà bà nhót luôn cả bốn con sang luôn. Cho tất cả đấy, cho bà, cho mẹ nó để vào đây, cho nó vào đây. À, đây nó đông quá, nó chậm quá. Cho nó vào đây. Rồi tính chồng, cho mình cho nó kênh, nó dùng cái tụng, cho vào đây. Vâng, nó chủ yếu để cho con nó bú. Ôi, đống này đẹp. Đừng quét đi ăn. Nhẹ nhàng, đây cho coi mấy con to. Mấy con to thế. Ôi, này sắp đẻ hết rồi đây. Sắp đẻ rồi. Sắp đẻ bà nhấc lên đây để lúc nào đẻ bà lại bắt ra. Không, cứ để nó, đừng nó đấy, nó chửa thế, chứ có nhấc đâu. À, nên là mình nuôi. Mình nuôi này là để tăng thêm diện tích nuôi. Đó, con này của con phải cân đấy nhỉ. Con phải cân đấy bà. Được. Cả mẹ cả con. À, chửa hết cỡ. Nhưng mà cái sau này nó lại chửa nó lại to nữa. Càng chửa về đến những năm sau nó càng to. Mắt đỏ ôu nhỉ. Tỷ lệ được thì nó cần ít thôi. Này, ngày xưa là nó phối giữa con đen với con trắng ra con này. Không, nó có giống của nó thì giống đen khác của nó thì người ta gọi là chuẩn học tơ. Người dân gian thì gọi là chuẩn lang hoặc là chuẩn học tơ đẹp rồi đẹp và đáng sống. Không phải soi nữa, bây giờ là có đèn flash đây rồi. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước, lời ru của bầm. Vườn chim cu gáy miền Bắc, Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy bằng ngỗng, phấn hồng, âm giọng, một người bằng ba người khác chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chảo hào, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm là đứa này nào phát bốn con luôn này, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugaihay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gáy hay trên YouTube và Facebook 22 06 35 305 982. Thế ông bị nghiêng đâu chưa bà? 982 với phương châm bảo vệ uy tín, bà lao động là chính luôn này. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng. Thế cô con gái này đi chơi à? Cháu gái rồi, cháu đi chơi. Con gái út Nam Định nghe. Nam Định đã là trẻ đi làm rồi, đi à. Nước ngoài rồi. À, đi Đài nước Loan rồi. Đài Loan à? Tháng năm mới lại về, tháng hai cháu mới lại về. À. Làm nhà đẹp đấy. Nhà cực đẹp luôn đấy. Ừ, cũng làm ruộng thôi, chăn nuôi bò mà. Còn nữa. Thế là bán thì làm nhà. Tại cái cháu nó lại ruộng này luôn. Ừ. Đây trong này rộng quá. Thì nghe có vẻ nó thích chui vào những cái chỗ hốc hốc này. Bọn nó nuôi có những thằng nó để nhiều rơm lắm bà nhé. Nó để rơm vào ấy. Như đúng là đây bà, nếu mà bà xây được thêm chuồng nó rộng rộng ra chút thì tốt nhỉ. Không, nuôi như thế này. Nếu này không có khả năng nuôi nữa. À. Có thế thôi, chỉ có thế thôi. Vâng. Thế thôi. Bây giờ còn phải đi cắt cỏ chứ cháu. Nhưng bà làm việc lắm. À. Chè là đến hết, cắt cũng là đến hết. Có mình thôi. Chè mà đây còn cả bò sữa nữa à? Không, không nuôi bò sữa. Không nấu rượu. Con
không phải cái bà bỏ vào cái lúa được bao nhiêu tiền một cái cháu ăn thì đeo một cái là mà bán ra được bao nhiêu tiền được một cái rồi hết thôi. Đúng, quan điểm bà cháu cũng cháu đồng quan điểm với bà. Cái chứ có được bao nhiêu đâu một cái, chứ nó ốm cả người. Làm này vừa nhẹ nhàng lại vừa độc đáo. Về người cày cây nào, cả cánh nào, thuốc nào, hết cả rồi. Đó, chia sẻ với các bác nhá. Các bác mà mua giống hay là mua gì tư vấn các bác cứ alo nhá. Đấy, đây là một gia đình nhá, chuyên gia. Ôi ôi, con kia mẹo cổ. Con đừng dám ha. Đấy, đây là cái nuôi cái này là rất ít người nuôi mà gây bảo tồn lại, nên là các bác yên tâm, giống là rất là không nhiều đâu, giới hạn đấy.